Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình đại biểu dân cử với cử tri. Thưa quý khán giả, thực hiện vai trò là cầu nối giữa đại biểu dân cử với cử tri, góp phần xây dựng lòng tin, tạo sự đồng thuận xã hội. Nhìn lại năm 2021, qua các chương trình phát sóng, rất nhiều vấn đề của xã hội, đời sống được phản ánh và giải quyết. Thông qua nguồn thông tin từ chương trình này, lãnh đạo các ngành, chính quyền các cấp nắm bắt và giải quyết những ý kiến kiến nghị của người dân. Trong chương trình kỳ cuối năm này, mời quý khán giả cùng nhìn lại những kết quả nổi bật của chương trình đại biểu dân cử với cử tri trong năm qua. Gồ ghề cái tránh né qua nhiều khi nó sốc đồ nó da quẹt thì cũng cho người dân cũng tội nghiệp người ta. Thì bây giờ cũng mong muốn mấy ổng mà làm đổ nhựa lại cho nó bằng phẳng lên cho người dân mà cộng đồng mọi người ta đi. Ngay sau khi chương trình phản ánh, chi nhánh số 1 thuộc công ty cổ phần cấp thoát nước và công trình đô thị Hậu Giang đến khắc phục những điểm cách để trả lại hiện trạng cho đường tỉnh 931B. Công ty dùng bê tông chữa lắp đầy 4 rãnh để trả lại sự bằng phẳng cho mặt đường. Sau khi sửa chữa, mặt đường đã bằng phẳng và chắc chắn. Người dân phản ảnh thì cũng có đài truyền hình đi lại tới. Thì tới thì trước hết thì đài truyền hình tới, thì sau này thì người dân phản ảnh thì mấy bên cái đội mà cắt đường ống ngang phá ngang lộ đó thì người ta cũng khắc phục ngay lại liền. Đường lộ đã khắc phục lại hoàn thành như vậy, người dân ta cũng phấn khởi, ta mừng. Còn đây là những hình ảnh được phát sóng trong chương trình đại biểu dân cử với cử tri ngày 10 tháng 4 năm ngoái. Người dân xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp bức xúc công trình điện lưới quốc gia đầu tư hàng tỷ đồng nhưng đã qua 2 năm vẫn chưa đóng điện. Hơn 230 hộ vẫn phải sử dụng điện câu đuôi trong thời gian dài. Người dân nhiều lần kiến nghị với ngành điện và phản ánh tại các cuộc tiếp xúc cử tri nhưng chưa được giải quyết. Sau khi nhận được phản ánh từ chương trình, Điện lực Phụng Hiệp rà soát đóng điện cho 230 hộ dân ở xã Hòa Mỹ, sau đó mở rộng ra xã Phương Phú, Hiệp Hưng và thị trấn Cây Dương với tổng chiều dài trên 45 cây số. Qua đây kịp thời giải quyết tình trạng khát điện cho người dân, từng bước xóa bỏ vấn đề sử dụng điện câu đuôi thiếu an toàn. Dân mừng dữ lắm, không biết nói làm sao mà tả được cái nỗi mừng của người dân mình á. Mỗi vấn đề được kiến nghị giải quyết thấu đáo là một viên gạch quý xây nên xã hội đồng thuận. Qua chương trình, tiếng nói của người dân được lắng nghe, nguyện vọng của người dân được đáp ứng, tạo nên sự hòa quyện giữa ý đảng lòng dân. Sự chiến đấu mạnh mẽ của chương trình đáp ứng được sự kỳ vọng, lòng tin của người dân. Truyền tải những thông tin khách quan, trung thực, bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân, nên chương trình đại biểu dân cử với cử tri luôn được người dân tin tưởng, được chính quyền địa phương phối hợp đánh giá cao. Qua chương trình, tiếng nói của người dân được lắng nghe, nguyện vọng của người dân được đáp ứng, tạo nên sự hòa quyện giữa ý đảng lòng dân. Thưa quý khán giả, mỗi sự việc được phản ánh, lắng nghe và giải quyết là mỗi viên gạch quý góp phần xây dựng một xã hội đồng thuận. Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới, chương trình tiếp tục nhận được sự đồng hành của quý khán giả, được lắng nghe, phản ánh những tâm tư nguyện vọng của quý khán giả để chương trình ngày càng phong phú, thiết thực. Thưa quý khán giả, thời gian qua, người dân ở xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ phản ánh cống Long Mỹ 1 hay còn gọi là cống Hai Thu xuống cấp nghiêm trọng. Người dân cho rằng đơn vị thi công đào bới lấy vật tư của công trình cống để bán phế liệu làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của công trình. Phóng viên chương trình tìm hiểu sự việc và có ghi nhận sau. Cống Long Mỹ 1 ở ấp 9 xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ thuộc hệ thống đê bao Long Mỹ Vị Thanh. Cống rộng 15m được đầu tư hàng chục tỷ đồng và đưa vào sử dụng cuối năm 2018. Người dân cho biết khoảng đầu tháng 7 năm rồi, một nhóm người xưng là đơn vị thi công đem xe cuốc đến sửa mặt bằng, sau đó lấy một số thanh sắt lớn tại đây để bán phế liệu. Tụi giữ cống nó mới múc cái này, nó mới lòi sắt ra đâu khúc gần trụ cống, nó mới lôi lại đằng cách trụ cống khoảng 5 tầm đó, rồi nó mới bán cái chai đông dịch là hai cái sắt bự. Cái ngày đầu lấy cái cây sắt u bự đó là để xuống vỏ nó khẩm rồi nó đi bán, rồi qua ngày sau mới lấy thêm một cái cây nữa là nó đi bán lần thứ hai. Ông Võ Văn Tới sống gần cống này cho biết
Khi hoàn thành, hai bên cống có 4 kè bằng đá ong được bao bằng lưới thép để chống sạt lở. Tuy nhiên đến nay, phần lưới đã bị cạy, lấy đi gần hết. Phần đất quanh các mố cống bị múc để làm rẫy trồng khóm. Giờ thì phải bàn trả lại, đừng cho nó lỡ nữa. Cái cống này, chân chỗ bên cái mặt lề này, để cho nó đừng có lỡ nữa. Hồi đó người ta bò kè, nó kè ra tới đây, rồi bây giờ múc lên sâu cả này là sâu dữ lắm, không còn bảo vệ cái cống này nữa. Cống này thấy xuống sụp nhiều lắm rồi đó. Thôi, từ hồi nó múc ra cái lỗ đó là sụp xuống. Cái tài sản này của tài sản chung nhà nước thì cũng của dân, công cộng như cái đường đi, đường cống đồ cũng có lợi cho dân. Nhưng mà làm kiểu này rồi nước mặn vô rồi không đẩy cống được, kiểu thạt lở gì dân ảnh hưởng nhiều. Thực tế, cống Long Mỹ 1 đang bị sụt lún và có nhiều vết nứt, nhiều hàm ếch ăn sâu. Vì vậy, thông tin phản hồi việc lấy sắt đào đất không ảnh hưởng đến công trình chưa thực sự thuyết phục. Người dân mong muốn ngành chức năng vào cuộc điều tra rõ ràng có hay không tình trạng phá hoại công trình công cộng. Thưa quý khán giả, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh là đơn vị đang quản lý vận hành cống Long Mỹ 1. Phúc đáp công văn số 3633 ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân huyện Long Mỹ, trung tâm này nêu rõ. Qua rà soát thông tin đơn vị thi công, xe cuốc sửa mặt bằng đã phát hiện thép hình ngay tại khu đất bảo vệ công trình cống Long Mỹ 1, cống Hai Thu để đem bán phế liệu là có. Cụ thể là thép hình mà xe cuốc sửa mặt bằng lấy bán phế liệu sót là không thuộc thép của công trình xây dựng, mà là thép của đơn vị thi công còn sót lại trong quá trình thi công bị chùi lấp trên phần đất công trình. Bên cạnh đó, theo bản thiết kế công trình thì không có thép hình. Sắt thuộc phần công trình xây dựng đã được bọc bê tông hết. Việc đào 4 hố xung quanh hai móng cầu là thiết kế công trình, không ảnh hưởng đến công trình. Còn dịp sửa liếp trồng trao màu, trồng khóm không ảnh hưởng đến độ ổn định của máy công trình. Từ khi nhận được cái phản ánh của bà con thì ở huyện cũng đã chủ trì mời người dân cũng như là các hộ xung quanh để mà xác nhận cái nguồn tin phản ánh đó là có đúng sự thật hay không. Sắp tới đây thì tôi cũng sẽ làm việc lại với chỗ trung tâm khuyến nông cũng như đơn vị chủ quản để mà có những cái trả lời cũng như giải thích cụ thể hơn đối với bà con. Việc chấn chỉnh khắc phục tình trạng xuống cấp của cống Long Mỹ 1 ở xã Vĩnh Diễn A, huyện Long Mỹ sẽ được chúng tôi tiếp tục theo dõi và thông tin đến quý cử tri trong các chương trình sau. Đến đây chương trình xin được phép kết thúc. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Năm mới, xin chúc quý khán giả cùng người thân nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.